chiều 11 tháng 11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến nhóm lĩnh vực y tế, nhiều đại biểu Quốc hội đã đặt ra những câu hỏi về giải pháp quản lý thực phẩm chức năng cũng như cách ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường. Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết lĩnh vực thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng được quản lý theo luật dược. Các quy định của pháp luật tương đối đầy đủ để quản lý các mặt hàng này, song nhiều người vẫn lách luật, thổi phồng công dụng để thu lợi, có dấu hiệu lừa đảo người tiêu dùng. Bộ Y tế đã tăng cường kiểm soát các mặt hàng nói trên, đồng thời rà soát các quy định pháp luật để đảm bảo tính chặt chẽ, phù hợp. Bộ Y tế cũng phối hợp với các bộ ngành để rà soát vi phạm về quảng cáo sản phẩm. Về tình trạng thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng tràn lan trên thị trường, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết các quy định xử phạt về sản xuất, tiêu thụ, quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng đã được quy định rõ trong Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, vẫn có người vi phạm do việc sản xuất thực phẩm chức năng giả có lợi nhuận rất cao. Bộ Y tế đã công khai danh sách các doanh nghiệp được cấp phép sản xuất thực phẩm chức năng, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm uy tín. Đồng thời, Bộ đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Đối với những người vi phạm, Bộ Y tế cũng cảnh báo bằng cách gửi công văn đến các bộ ngành liên quan. Tuy nhiên, trên thực tế, việc quảng cáo trên các trang mạng xã hội hiện nay còn gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý. Do đó, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị cần xử phạt nghiêm các doanh nghiệp vi phạm để làm gương, ví dụ như biện pháp cấm xuất cảnh.